cần một đội hình ổn áp chất lượng để leo rank tiếp đi mùa 9 đúng không ạ? Dạ sơ chắc chắn là như vậy rồi. Thế thì đây đúng là video vũ trụ gửi cho bạn đấy. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Như đã khoe ở trên thì video này mình sẽ mang đến một giáo án cực hot, cực chất lượng ở meta hiện tại. Không ai khác ngoài Aphelios. Ở meta này thì Afe sẽ được mình cho ra sân cùng với Thiện Xạ và anh em Ferozot để có một đội hình hoàn thiện áp đảo lobby. Còn chi tiết kẹp thế nào, cho đồ ra sao thì mời các bạn xem tiếp video nhé. Game này thì mình chọn huyền thoại TF. Đây cũng là một trong những huyền thoại được ưa thích nhất trong meta này của TFT 19 ấy. Bởi vì là mình chọn nó thì mình có thể đánh Witch mà không lo đồ xấu. Quần đảo bóng đêm nghĩa địa của Yorick là thành phố mà mình vớt và được chọn. Với cái thành phố này á, thì trận đấu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều ở giai đoạn đầu, bởi vì là phải chờ đến khi có kẻ phải dừng cuộc chơi thì mình mới được chia đồ của họ cơ. Ba round quái đầu thì mình có một cái Neko xanh, một cái gậy, một cái găng và một cái kiếm. Mình liên tục bán tướng đắt tiền rơi ra để đổi lấy những con tướng rẻ tiền cho dễ max với nhau và lên 4/6 kinh nghiệm, để sau khi mà mình chọn lõi xong thì nó sẽ tự lên 4 cho mình tỷ lệ tướng xịn hơn. Rất bị hay đấy. Chọn huyền thoại TF thì không có lý do gì mà mình không lấy hộp Pandora về để vẽ đồ cho mình cả. Sau đấy thì mình bỏ hai can trường kẹp hai thách đấu vào sân để đếp cho Samira vô cực luôn, sợ gì. Đồ này thì mình không sợ chốt luôn, lại còn có thể hướng tới nhiều bài nữa. Và tất nhiên là tối ưu đồ như thế cho tướng 2 sao thì làm sao mà mình thua được. Ông này mới có 3 chết 1 sao rồi. Vòng tiếp theo thì mình có đủ 3 Ionia nhưng mà không cho vào, bởi vì là tướng 1 sao thì khá là yếu, không trụ nổi cho Samira gây đam mất. Hai can trường thì ok hơn mà mình lại có tích được 10 tiền nữa. Tính toán có vẻ kỹ càng nhưng mà quên tính là gặp ông này hai con 2 sao lại còn 3 Ionia nữa, đỡ làm sao được. Zihin cầm bóng thách đấu bắn lủng tim mình luôn. Công nhận là Zihin đấu trận rất là ngon, lại còn có thể cầm đồ cho Aphelios, Jerry các thứ nữa. Chả qua là Jerry của mình, chả qua là Zihin của mình mới có 1 sao nên là mình đưa tạm đồ cho Samira cầm nôi. Thua rồi thì hy vọng gì đánh chuỗi thắng nữa, bán hết đi hầu 20 tiền còn hơn. Thế nhưng mà gặp nhà này dù là nhiều 2 sao, Z không cầm đồ này kia đấy, nhưng mà Zuko nhảy không đúng vị trí rồi, Samira nhà mình được free shot thắng luôn. Cũng ngon quá kìa, lấy về xài luôn cũng được. Còn không được thì thôi, mình có Pandora mà sợ gì, bế luôn cả mạc 3 tiền cầm BF về. Giờ thì mình chờ được ra cuồng đao thôi. 30 tiền thì nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà mình vừa thắng rồi, trách bài một lúc thì mình quyết định là up 5 giữ máu không cần lợi tức nữa thì mình thua. How? Lạ nhỉ. Ba hư không rồi lại còn thêm cả cá hư không nữa, quá nhiều chết. Mao Kai vừa có giáp lửa lại còn vừa có can trường trâu đến cái nỗi mà Samira của mình đục mãi không thủng. Tự A đuổi là không sao đâu, chỉ là đánh Caro thôi mà. Mẹ nó chứ, game cũng rất là buồn cười. Cứ thua cái là y rằng có con lên 2 sao, các bạn đừng hỏi tại sao mà cái chuỗi Caro này nó không dứt được. Đấy, kêu một cho nó cẩn thận luôn. Với những người có Pandora thì đập đá bây giờ không còn hồi hộp nữa, bởi vì là nó ra đồ gì cũng được mà. Và mình lắp được 3 đồ co đang rất là ngon, hiện tại là cuồng đao, vô cực và diệt khổng lồ, còn có cả một con Ash và một con Seth nữa. Form phiếc như thế này thì cứ hướng đến cái bài Thiện Xạ, dùng con tướng carry 200 năm của Riot là Aphelios thôi. 3.1 thì mình đối đầu với một người anh em kêu Demacia, mới 2 sao 4 chết nên là mình dễ dàng có được chiến thắng và hầu được 50 tiền. Với những đồ mà mình đã ghép sẵn cho Afe thì hút máu là thứ cần thiết để nó thoải mái carry team. Tốc độ đánh từ cuồng đao, đam từ vô cực và diệt, xuyên giáp từ Ferozot quá hoàn hảo luôn. Để lý do tại sao mà Afe Thiện Xạ đang rất sức là hot ở meta hiện tại đấy. Quay trở lại game thì mình không lên cấp vội vì chả có con nào để cho vào cả. Và mình gặp lại người anh em gì thách đấu. Mình mới level 5 thôi mà người ta lên 6 từ bao giờ rồi, lại còn rất là trâu nữa. Thế là mình có 77 máu. Ôi trời ơi. Mình áp 6 ở 3.3 và cho thêm Taric vào để thêm tí phòng thủ. Sau đấy thì mình bảo toàn được lượng máu vì ông hư không này toàn 1 sao. Tầm này thì thắng thua không còn quan trọng nữa, bởi vì là mình đã hầu được 50 tiền rồi. Máu mới là thứ mình cần. Vẫn là con người của Pandora nên là ưu tiên lấy tướng. Tất nhiên là mình lấy Lissandra, một trong những mảnh ghép Ferozot của bài Thiện Xạ này rồi. Người anh em Mao Kai dập lửa lúc nãy đấm mình, giờ đến 3.5 rồi vẫn không update gì thêm ngoài lên level. Còn mình thì khác rồi, mình đầy 2 sao. Samira cũng đã có 3 đồ đủ đam để thắng Honor, phục hận lần 1 nhá. Pinkover khủng long tiết 16 số rồi cơ à, cũng mạnh đấy. Ý mình là con Echo 2 cầm 2 đồ tanh này này, nó liên tục lướt và vả vào đầu từng con tướng của mình luôn. Ok không sao, các bạn cứ bình tĩnh, mình lên được 7 rồi mà còn 50 tiền không ạ. Okay. Bầy sói cho mình thêm một ít đồ, mình cứ để cho Pandora nó đổi hướng tới combo tanh như là giáp gai, vuốt rồng giáp máu. Mảnh ghép thứ 3 của Ferozot là Sejuani tự ra vào 1.1 và mình thay luôn vào chỗ của Taric để kích hoạt 3 Ferozot. Cái hệ mà gần như là các bài đều muốn kẹp vào vì nó khá là OP. Và tất nhiên là khỏe như thế thì mình sẽ thắng cái nhà hư không toàn 1 sao này rồi. 3 cái lớp vàng cho mình chọn ở round 4.1. Lập đội sẽ ngon nếu mà không có Pandora đấy. Hai cái lớp còn lại cũng không đẹp lắm nên là mình sẽ roll nắm rõ đối thủ. Quá tuyệt vời, trái tim Ferozot chính là thứ mình cần. Ok quá luôn, Asa thêm con nữa, Lissandra cũng thêm một con nữa luôn. Mình Neko cho lên 2 luôn để giữ máu, còn Neko lên 8 nữa.
Team ổn áp Vola rồi. Để mình chứng minh cho các bạn xem. Nhà này Zihin thách đấu chạy hừng trăm máu từ đầu đến giờ. Samira bắn không ngừng nghỉ. Cơn gió lạnh giá thổi làm tê bút cả đội hình đối thủ. Giảm đi giáp và kháng phép. Xét tanh trâu câu kéo thời gian. Còn xét đi tạo giáp. Và team mình lúc này cứ như là cứu hỏa dập lửa team bạn vậy. Giờ thì mình áp cấp tiếp rồi. Được 26/60 rồi. Hơi đen là Pandora vẫn chưa đổi cho mình đồ tanh mà mình muốn. Bù lại thì mình vẫn hạ gục được ông này chơi Afe đang cầm 3 đồ nhưng mà tanh thì không có. Đấy là mình còn chưa có Afe đấy nhá. Chờ lâu mà nó rách ra thì thôi mình tự thân vận động vậy. Lấy cái giáp để lắp sắp gai cho set. Không trông chờ được vào bố quản nắng nào hết. Nửa thanh kinh nghiệm nữa là lên 8. Tiền thì có 60. Thôi thì cứ áp luôn đi. Mình roll cạn tiền thì mới bắt được một con Afe. Form mình đang có là 4 Ferozot, 4 Thiện Xạ và 2 Hiệu Triệu Nhân. Tanh thì các bạn có thể cho Sen hoặc là Sejuani tùy xem là con nào lên hai trước. Thăng hoa luôn liên tục được Afe ném ra và thu hồi. Tốc độ ngay càng cao nhờ cuồng đao. Cộng thêm là băng giá bao trùm làm choáng và giảm giáp của đối thủ. Cơn ác vọng này xin phép được gửi đến người anh em quần đảo bóng đêm này đầu tiên. Bắt đầu bùng lên ngọn lửa Witchick rồi đấy. Thay Taric vào chỗ của Irelia để có thêm giáp này. Còn 30 tiền roll một phát. Afe 2 luôn quá đỉnh. Sau đấy là thêm một Sen và một Ugot nữa. Ugot cũng là một con từ khá là quan trọng trong đội hình này đấy các bạn ạ. Bởi vì là nó có kỹ năng tạo giáp và nhảy ra phía sau để đam vào các carry của đối thủ. Trước round chim thì mình gặp một nhà nuôi khủng long. Đến 4.6 rồi mà con tí hết vẫn chưa lên được 30 số. Chắc là tại thắng nhiều quá đấy. Đây cũng là điểm trừ lớn khi mà đánh Piltover. Để lần sau mình lên cho các bạn một video nuôi tí hết làm sao cho chuẩn nhé. Ok không ạ? Ok thì comment phía dưới cho mình biết với. Quay trở lại trận đấu thì giờ bài mình vào form rồi nên là thua làm sao được. Roll chim cho mình thêm một ít đồ. Thấy nhà còn khá là nhiều đôi thông nên là mình quyết định roll thêm Sen 2 đấy. Taric 2 nữa. Bốc đồ cho Senju cầm cho nó bó cận. Ok rồi đấy, yên tâm lên 9. 7 Demacia với Luck Harry thật sự là khá yếu ở thời điểm này. Afe của mình liên tục ném những phi tiêu thăng hoa luôn vào mặt đối thủ. Thế là mình có chiến thắng thứ 6. Hai nhà ra đi và nghĩa địa của Yorick bây giờ mới được phát huy tác dụng. Tanh ổn rồi nên là mình lấy bàn tay công lý với cả huyết kiếm cho Ugot để nó có thể tham gia giao tranh mà không sợ bị hạ gục quá sớm và có thể kết liễu đi phần nào đó các con tứ hạng sau của đối thủ. Gia Sô quần đảo bóng đêm cũng mạnh đấy, nhưng mà vị tướng 200 năm của Riot vẫn là cái gì đấy khác bọt lắm, nhất là khi nó được free dam như thế này. Mình có luôn cái chữ thắng 7. Và chuỗi thắng này vẫn kéo dài lên 8 vì nhà TS này tuy có form với Jerry 3 đồ cộng với 2 Zeke nhưng mà vẫn không đủ để hạ gục mình. Đi chợ 5.4 mãi cho con gạo ăn nên là mình quên nhặt đồ. Thủy thần tắm bồn mang về cho mình một con Sen cấm ấn phù thủy. Không sao, người có Pandora có thể chờ ấn đẹp được. Sau đấy thì mình lấy thêm cái giáp lửa của ông nào đó vừa dừng cuộc chơi. Không dám gáy nữa rồi, ông ấy 6 thách đấu level 9 mà con nào cũng có đồ. Trong khi đấy thì mình chưa update gì thêm. Má ơi, luôn đam quá nhiều, kết liễu quá nhanh hàng tanh của mình. Aphelios bị bỏ lại đơn độc rồi cũng phải nằm xuống ở chiến thắng thứ 8. Quân tử trả thù 10 round chưa muộn, ông nhớ mặt tôi ấy. Bạn mình tin rồi. Đẹp quá, Pandora cho mình cái ấn Ionia cho Ugot xài được luôn. Bị đấm rồi nên là mình không thể chấp đồ được nữa. Ôi dồi ôi, anh em sinh đôi cũng Afe luôn nhưng mà mới một sao. Nói chứ ông này là quan đấy, tanh đấy kia thì chịu làm sao nổi được sức tấn công của Afe lớn nhà mình. Tí nữa thì tiễn cho đi luôn. Giờ mới lắp được nữa cái giáp máu cho Sen đủ đồ ấy này. Kho đồ của dòng ngàn tuổi không ngon lắm nên là mình lấy cái thông đạo về câu kéo thời gian cho Afe rồi. Lên 9 luôn để tiễn cái đám giấc đồ bé bỏng này đi. Giáp vàng trông cũng lấp lánh đấy. Nhưng mà đến tầm này gặp mình thì không ăn thua rồi. Kêu với Timo không đủ đan để cái liễu đi Sen. Hàng tanh của mình giờ quá chất lượng rồi. Giấc đồ bé bỏng phải dừng chân ở top 3. Cút ra ngoài. Lại được chia đồ nữa. Mình lấy cái dây chuyền chuộc tội cho Sion thôi. Xong cái là mình roll liên tục để bắt cho full 2 sao. Zihin 2 và Sion cũng lên 2 nốt. Sau cho mai thì mình gặp lại nhà thách đấu. Mình check liên tục để xếp Afe ngược lại với cả bên Yasuo, không cho nó focus vào. Bên kia thì các tướng co như là Kai'Sa, Yasuo, Senna đều full hết đồ rồi. Afe của mình focus vào Achok và hạ gục được hắn. Yasuo lấp vào chân chối Ugot, sau đấy thì chém Sen. Belvet bên đấy cũng hạ gục được Senju và cướp lấy linh hồn. Chính lúc này đây thì Afe nhà mình chấp thời cơ, liên tục ném những phi tiêu vào nữ chúa hư không. Cơn gió băng giá cũng làm choáng cả ta. Hạ gục xong Belvet thì Yasuo là con mồi tiếp theo của Afe Liot. Ugot của mình dù mới một sao nhưng mà cái sức hồi phục sau khi Yasuo chém không chết là quá nhiều. Sionus tung nhịp tấn công của Senna và Aphelios rồi làm gọi luôn đám yếu ớt có sót lại. Cú gặp gỡ này khiến ông bạn chỉ còn lại 5 máu thôi. Afe nhà kia cũng lên 2 sao rồi. Vừa nhấp cái là gặp nhau luôn. Lissandra 3 cũng mạnh đấy nhưng mà không đủ khoảng trống để thể hiện trong cái round đấu này. Sen nhà mình đứng cho Afe bên đấy bắn rất lâu mới chịu nằm xuống. Nhưng mà Sion chỉ chờ có thế thôi là nhảy vào hất tung ra sau của đối thủ. Bên này thì Afe vẫn đang dọn dẹp nốt để mình tiễn ông này lên bảng điểm số. Còn lại có hai nhà thôi. Mình với cả cái ông kia là yêu vợ Phương Anh. Vãi, chơi game mà quan cơm chó nữa. Cay. Thôi nhặt vé Achok để lấy thêm tiền roll. Thêm một cái Zeke được cái ông Afe kia gửi lại trước khi đi. Roll tiếp thì mình cũng bắt được Seju 2 và không còn một cách nào.
Ok, vậy thì cho Lissandra nốt cái kiếm súng để kết thúc cái game đấu này thôi. Nhưng mà không, nữa chỗ không của đối thủ lên 2 rồi. Trong khi đấy thì mình xếp team không đẹp. Silent không trúng 3 carry đằng sau của đối thủ. Bèo vét 2 quá OP khi mà liên tục cướp đi linh hồn và hồi lại máu. Afe nhà mình rất cố gắng bắn rất nhiều, nhưng mà sức hồi phục của đối thủ câu kéo quá lâu. Đến khi mà hạ gục được Bèo vét với cả Yasuo thì team bạn đã tràn vào Afe nhà mình rồi. Thế là phải một round nữa thì mới kết thúc được cái sự khó chịu này à. Mình sẽ xếp kia hơn để thắng, đổi đồ của Taric cho Sen cầm để tối ưu, xếp lại vị trí của Sen với cả Afe. Đối thủ bị mình hack não nên là đã đổi chỗ Kai'Sa sang bên còn lại. Mình xếp Ugot nhận Zeke và để Lissandra chịu sát thương từ Yasuo. Yasuo lần này vẫn focus vào Ugot của mình nhưng mà không chết. Ugot của mình lướt và phục hồi rất nhiều. Sau đấy thì kẻ bất dụng thứ bị Afe của mình kết liễu. Bèo vét team địch lần này chơi đùa với Sen nhưng mà chưa thể kết liễu Sen ngay được. Và thế là sau Yasuo thì nữ chúa hư không bị song nguyệt chiến binh nhắm vào. 2/4 carry của đối thủ đã nằm xuống. Trong khi đấy thì Sen của mình vẫn chưa bị tiêu diệt, liên tục là những pha ủi và hất tung phần còn lại. Kai'Sa giờ này cũng không đủ sức để kéo lại ván đấu nữa. Và tất nhiên là mình có top 1 rồi. Afe quá đỉnh luôn các bạn. Mình có thể đánh giá đây là một bài ổn định nhất meta hiện tại. Thế nên là các bạn mau mang vào leo rank đi. Và chúc các bạn leo rank vui vẻ. Nhớ là cho mình xin một like nhé.